Vâng, trận đấu còn lại đang diễn ra rất căng thẳng, số lượng người xem rất lớn. Chụp ảnh đấy, tròn. Hưng ơi, chụp kiểu ảnh đứng thế này. Không phải chụp màn hình nó mới ngu đấy, chụp cái người đứng xem ấy. Đừng lấy góc nhìn rộng rộng ra. Chụp là chụp, người ta chụp khung cảnh chứ đeo ai chụp kì. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang trận đấu lại. Vâng, vậy là tỷ số đang là 12-8. Hưng ơi, đổi tên cho anh trận này ấy. Đây là một tình huống đẩy Ram đến từ team Renovatino. Xin tỏ đã phải nằm xuống rồi. Tình huống giờ đang là 5-4. Vâng, Reno tình huống back off đẩy Ram. Có vẻ như team Xin tỏ đang hơi tù ở trong mắt thi đấu lần này. Và bây giờ thì sao? Bia có được mạng của Daden ở khu vực nối rồi. Tình huống lại được cân bằng với là 4-4. Lửa được ném ra chặn shot. Và bây giờ thì team vâng, vậy là đã clear khu vực mid rồi. Đây là team đôi giày. Và team tầm này đôi giày đã clear mid rồi. Một pha nhảy xuống không check không kỹ đến từ Beam. Và Joker đã có được mạng của Beam rồi. Nhưng Bia đổi ngay được mạng của Joker thành công rồi. À, nhưng Bia yếu rồi, Bia bắn hơi lỗi. Và bây giờ thì Bia nằm xuống bởi Bi. Tình huống giờ là 2-3. Direct có một tình huống đẩy cống thành công rồi. Khi mà hai thành viên của team đôi giày đang back dần về cùng bom sai A. AG và Oromid 2-3. Hơi khó khi mà Reno và Tino vẫn còn sống. Chúng ta cũng xem Reno bắn yếu Oromid rồi. Reno bắn yếu Oromid rồi. Tình huống giờ là 2-3. Hơi khó cho các thành viên của team đôi giày. Tuy nhiên thì bom đã được đạt thành công. Bi đục rồi, một pha đục hết sát Oromid. Oromid đã nằm xuống rồi, khó cho AG khi anh đã đỏ máu. AG chỉ có một mạng của Direct rồi. Và AG nằm xuống, tỷ số là 12-9. Vâng, tỷ số là 12-9 nghiêng về phía team Xin Thỏ. Đôi giày thì chỉ có cách là đổi ngược lại thôi, được chưa? Vâng, và bây giờ thì là một round fork bye đến từ team của Xin Thỏ khi mà họ để thua liên tiếp 3-4 round rồi. Chung kết bo 3 bạn ơi, bo 5 thì chắc là mình chết. Bo 3 là đủ rồi. Vâng, sẽ là tình huống đánh bom xe B cơ bản. Đây sẽ là quả smoke che shot, tôi đoán là như vậy. Chúng ta cùng xem quả smoke của thanh niên Xin Thỏ này. Vâng, đây là quả smoke của thanh niên Xin Thỏ. Bạn thấy, vâng, đúng là quả smoke che shot rồi. Vâng, tràn ra đến từ vị trí của Xin Thỏ. Bắn một mạng đến từ Direct, double kill Direct. Xin Thỏ có cho mình một mạng của Direct, đổi được một mạng rồi. Tình huống giờ là 3-4. Vậy là B có được mạng của Beam. Ngay lập tức AG đổi mạng của B. Giờ là tình huống 2-3. Vậy Xin Thỏ bắn yếu Renovatino rồi. Giờ là 2-3, bom được đặt khá là kín. Chúng ta xem Xin xử lý như thế nào. Vâng, AG dính lửa rồi, AG bị bắn yếu, khá yếu. Trong khi đó thì Xin Tỏ cũng ăn một quả nết. AG nằm xuống rồi. Bây giờ là một tình huống 1-3. Liệu có một tình huống cơ lút thành công đến từ Xin Tỏ không? Anh đang lần rất tốt sau quả smoke. Và bây giờ một mạng đến từ Xin Tỏ, Reno thứ hai thành viên còn lại thì đều yếu rồi. 5 máu với cả 12 máu. Ăn được, vâng, double kill rồi. 1-1, cơ hội chiến thắng đang dành riêng cho Xin Tỏ. Vậy triple kill với một tình huống cơ lút thành công của Xin. 1-3. Quá là xuất sắc luôn. Rồi, trận đấu đang diễn ra rất căng khi mà các tiếng hay được hét lên ầm ĩ ở khu vực thi đấu. Và tôi sẽ làm gì đây? Không. Vâng, và bây giờ chúng ta cũng xem tactic của team đôi giày là gì. Vâng, quả lửa được ném ra, lửa window ạ. Khá là dị. Ít team dùng quả này. Vâng, Flash Xin Thỏ tăng thẳng vào trong. Một mạng, không có mạng đến từ Xin Thỏ trong tình huống vừa rồi. Anh nằm xuống ngay khá sớm bởi Bi. Một tình huống đẩy shot nhanh không thành công đến từ vị trí của đôi của Xin Thỏ trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ sẽ là một tình huống đánh bom xe B thực sự luôn. Bom xe A đã được đẩy rồi. Lầu A đã được đẩy thành clear rồi. Direct đang là người canh bom xe B. Một quả Flash được ném ra và sẽ là một quả Flash check. Vâng, Direct có cho mình một mạng rồi. Khó rồi, 3-5. Giờ thì khó thật sự. Các thành viên của team tầm này họ phóc bài cũng ra đấu lần này. Trong khi đó thì team đôi giày có vẻ họ hơi vội vàng. Họ mà thua rao này thì cũng hơi thảm họa đấy. 3-5. Khó cho team đôi giày rồi. Tỷ số đang là 13-9.
Và bây giờ AG có một pha có mạng của Daden rồi, ăn được Daden trong một tình huống đẩy bóng xe tràn thẳng lên bóng xe, nhưng trong bóng xe vẫn còn hai người của team tập này. Và bây giờ thì sao? Olobit lấy được mạng của Joker, ba vết ba lợi thế đã bị vết, nhưng Redo vừa lại có mạng của Bia rồi. Và Olobit có double kill hay không đây? Double kill từ Olobit rồi, hai vết hai, bom sẽ được đặt về nối, bom sẽ được đặt thành công. Tuy nhiên ra móc, tôi nhìn thấy ra móc, đó chắc chắn là ra móc đây rồi. Direct sẽ có một mạng, vậy là khó rồi. Bom được rơi rất đẹp, Direct đã có được mạng qua AG trong tình huống vừa rồi, tỷ số. Nhưng Olobit vừa hạ gục Redo Vatino, chạy vào nhặt bom. Olobit có triple kill ra đấu lần này nhưng có đủ tham hay không? Không đủ tham rồi, chắc chắn là không đủ tham và tỷ số sẽ là 13-10. Tỷ số sẽ là 13-10. Khó. Một round thi đấu xuất sắc của Romit, tuy nhiên thì hơi đáng tiếc cho anh, cho em nó. Không sao cả. Chúng ta hãy cùng nhìn qua Prag trong quả trận đấu giữa đôi giày vào tầm này. Xin thỏ, xin W thanh niên anh S đang có cho mình 28 mạng. Vâng, đây là đẳng cấp của anh S. Trong khi đó thì trận này thì Joker thọt lòi rái rồi. Vâng, em nó đã thọt lòi rái rồi. 9-19. Reno thì chỉ có 15 mạng mà thôi. Reno chưa thực sự thể hiện được nhiều trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, một quả smoke cơ bản, một quả nết ném ra. Vâng, một round phóc bài đến từ team đôi giày. Vâng, spam hết đạn thì làm sao? Thì làm sao? Vâng, lửa được trả lại rồi. Lửa trả lại và sẽ không trả được. Đứng đây nó spam chết rồi em. Ui dồi ôi. Tiếp tục là lửa. Chạy qua lửa không? Không chạy qua lửa. Tôi nghĩ đó là điều hợp lý. Chạy qua lửa là một sai lầm đến từ team tầm này. Và bây giờ sẽ là một thường đánh B khi lửa hết dây rồi. Tràn ra khu bom say B. Đấu súng xảy ra rồi. Vâng, vậy là một mạng. Có mạng hay không? Một mạng đến từ Direct. Nhưng Direct ấy nằm xuống ngay lập tức. Tình huống giờ lại là 4v4. Nâng đổi mạng lên 3v3 rồi. Redo vừa có cho mình một mạng Olobit. Và bây giờ thì sao? Double kill đến từ Redo Vatino. Đặt được bom của Bim béo nhưng cũng khó rồi khi mà Bim không có giáp. Và đó là một tình huống 1v3. Có lẽ tỷ số sẽ là 13-11. Tôi nghĩ là như vậy. Vậy là Joker có được mạng của Bim rồi. Tỷ số là 13-11 nghiêng về phía team đôi giày. Team tầm này đang bắt đầu comeback một cách mạnh mẽ. Mọi người xem rảnh thì vào chấm bài cho mình trên group VN sẽ là lo nhé. Để ai muốn xem thì có thể xem được. Còn trận chung kết đã căng quá. Vâng, tuyển 500 anh em vào chấm bài. Ai mà có tâm thì có thể subscribe kênh. Vâng, hay rất là to. Vâng, một tiếng hay rất là to. Vâng, một tiếng hay rất là to. Tôi không biết là tại sao mà bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao lại có một tiếng hay to như vậy. Nào, chờ đợi round 13-11 này nào. Vâng, có một cái gì đó rất đáng xem ở đây. Cực kỳ đáng xem luôn. Tỷ số đang là 13-11, trận đấu đã diễn ra rất căng thẳng. Ai có tâm thì subscribe càng tốt. Vậy là xin thỏ con vào Reno. Một pha di chuyển hơi lỗi của Reno Vatino. Và xin như là Gulag lắc ra bắn ngay lập tức luôn. Một mạng đến từ vị trí của xin thỏ. Ra rất đúng tham minh luôn. Và bây giờ thì sao? 5v4 lợi thế người thuộc về team đôi giày rồi. Vâng, thấy rồi, có vẻ thấy rồi. Bim béo có được mạng của Bim. 5v3 lợi thế hơn hẳn rồi. Và bây giờ Bim béo nằm xuống với Daniel. Vâng, ngay lập tức double kill đến từ Daniel. Bây giờ thì hướng lại là 3v3. Trận đấu đã diễn ra quá căng thẳng luôn. Back về B không? Có back về B hay không? Tôi không biết. Vâng, 3v3. Joker đúng cái tên của anh. Anh đang chốc thật. Và bây giờ tiếp tục xin đi giải có được mạng của Joker. Tình huống giờ là 3v2. Vâng, xin đã có cho mình double kill rồi. Một mạng của Daniel nữa thôi. Chúng ta hãy cùng xem xin đối mặt với Daniel. Và đây rồi, xin bật trượt và xin nằm xuống rồi. Tình huống giờ lại là 2v2. Thay đạn làm gì trời ơi, Daniel ơi. Bia có được một mạng của Daniel rồi. Tình huống 1v2. Và Derek bắn điều. Derek có được mạng của Bia. Lại là 1v1 rồi. Vâng, và chúng ta hãy cùng xem Derek từ đấy đục chuỗi chết hai người. Ui dồi ôi. Ui đục đào thế. Đục đào thế. Vâng, chúng ta hãy xem Direct đối mặt AG mồm luôn. Vâng, chỉ hai từ máu thôi, AG đã có được mạng của Direct. Một pha chụp ảnh hiện đại luôn. Tuy nhiên thì tôi sẽ nhắc lại cái pha đứng chân lầu của Daniel. Tôi không hiểu Daniel làm gì trong tình huống rồi. Anh có 30 viên, anh sấy. Anh còn bao nhiêu? Vậy là còn 5 viên, nhưng mà ở tình huống đấy không nên thay đạn một tí nào. 5 viên thì cũng phải đoán 5 viên. Tại vì chắc chắn luôn là địch ứng gần rồi. Thay đạn rất là chắc chắn là sẽ chết. Và bây giờ thì tố đang 14-11. Fox Pie đến từ team tầm này rồi.
Vâng, không còn gì để mất nữa. Cục xúc rồi. Hai team bắt đầu chơi cục với nhau. Vâng, lửa được ném ra rất kín. Tỷ số đang là 14-11. Và đây là cây rào của trận đấu ngày hôm nay. Hai team đều yếu tiền. Hai team đều yếu tiền. Cút. Mày mồm to, cút ra ngoài. Tỷ số đang là 14-11. Và bây giờ thì không biết đôi giày đang định triển khai tactic gì ở trận đấu này đây. Họ đánh chậm quá, mà đôi giày đánh chậm thì dễ thua lắm. Vâng, CW, CW nằm xuống với Joker rồi. Lần này thì người chiến thắng là Joker chứ không phải CW. Vâng, AG đang đối mặt với Drake. Va. Vâng, ui dồi ôi, bắn PS50 ảo quá. Drake vào mồm AG quá, quá ảo rồi, khó rồi. 3v5, khi mà các thành viên của team tầm này đều có giáp đầy đủ. Khó cho các thành viên team lấy đi. Các thành viên của team đôi giày đều đang... Và bây giờ thì Orobit lấy được một mạng của Joker. Tình huống đang là 14-11, 3v4 là một tình huống 3v4. Biết đánh bom xe A rồi, khó rồi, Bia yếu rồi. Và bây giờ Bi vào chỉ cần ăn được mạng của Bia rồi. Thấy, chắc chắn đã thấy. Vâng, Bi không nhìn thấy Bia trong tình huống đấy. Direct có một tình huống móc thành công rồi. Tôi nghĩ tỷ số sẽ là 14-12. Không có nhiều cơ hội cho team đôi giày cho tình huống này. Và bây giờ thì sao Bia nằm xuống bởi Damien. Tiếp tục Orbit chỉ đổi một mạng thôi. Drake và Reno đã kết thúc round đấu với tỷ số 14-12. Drake mình cũng chả biết là ông nào luôn. Chỉ biết là Drake. Drake chỉ biết là Drake là một thanh niên bắn tay trái. Vâng, khá là dị. Bắn chuột bằng tay trái. Bàn phím bên tay phải. Vâng, có xin tín hiệu bao ra tích đến từ team xin thỏ rồi. Sẽ là một round eco. Họ đặt được bom, họ eco một round là họ có thể full buy. Trận đấu đang diễn ra rất là căng. Thì mình thấy ở những cái giải pick như này, Captain đáng sợ nhất thì chắc chắn là Tròn. Tại vì Tròn thi đấu quá nhiều những cái giải mic rồi. Thì ngày xưa các bạn hiểu là Tròn ngày xưa bắn mic những giải say zone nó quá chuyện bình thường. Thực ra những lối chơi của Tròn rất phù hợp đối với những cái giải như này. Và Tròn thi đấu rất hiệu quả luôn. Thường là như thế. Và bây giờ là một round eco. Darien có triple kill riêng mình rồi. Xin đỏ chỉ đổi được một mạng mà thôi. Và bây giờ Darien nằm xuống bởi beam. Tình huống giờ lại vết 3 và hơi khó. Reno hạ gục xin rồi. Chỉ còn một beam rồi thôi. Beam yếu, beam còn một máu mà thôi. Một máu làm gì cho cuộc đời đây. Beam ơi, khó rồi. Ôi trời ơi. Vâng, 14-13. Tỷ số là 14-13. Não lồn. Vâng, tôi nghe thấy Reno đang chửi não lồn ở trong kia. Và bây giờ sẽ là một round full buy của team đôi giày. Vâng, cây rào của trận đấu ngày hôm nay đối với cả hai team. Ai sẽ lên 15 trước đây. Thua team này thì gần như team đôi giày sẽ phải eco. Tỷ số với anh là 14-13. Vâng, một quả lửa được trả ra khu vực mid rồi. Lửa cháy bao cát thì làm sao mà đứng được. Ôi, chạy qua smoke đến từ, bắn lôi đến từ vị trí của Renovatino. Oromid vẫn còn cho mình 20 máu trong tình huống vừa rồi, một pha bắn off vào chân. Vậy là mid đã được control hoàn toàn về team đôi giày rồi. Tuy nhiên thì có vẻ như họ gài người vào, họ sẽ bỏ ngay khu vực mid, họ sẽ không cố gắng giữ khu vực mid này để làm gì cả. Vâng, lửa được trả ra. Như vậy là tôi sẽ xem nào, đôi giày họ đang bách về A. Sẽ chỉ mình xin thỏ là người bay tờ mít thôi. Bốn thành viên còn lại sẽ đánh bom xe A. Trong khi đó bên này họ đang bắn 3 A. Không như Reno có vẻ đang bách về rồi. Reno đã bách về rồi. Xin thỏ vẫn đang có vị trí đứng khá đẹp. Rồi chúng ta hãy xem. Vâng, vậy là một pha Darien đứng quá bố đời. Và Darien nằm xuống rồi. Tham minh thế, ai đứng đấy. Trong cơ có một mạng của Bia rồi. Trong cơ nằm xuống bởi Bim. Tình huống giờ là 4v3. Có thắng nữa hay không đây. Và xin thỏ. Vâng, xin thỏ đối đầu với Drake. Vâng, bên kia thì sao? Xin tỏ có mạng của Bi rồi. 4v2, đừng bảo với tôi là thua nhé. Và bây giờ
Vì vậy là Redo làm số rồi, tỷ số có lẽ sẽ là 15. Một mạng đến từ Drake nhưng Drake đỏ máu rồi. Có lẽ thì đôi giày sẽ lên 15, 15, 13 là điều chắc chắn. Một sao xếp súng đến từ team Drake. Hai team đang giằng co nhau từng round một. Drake bắn chuột tay trái. Đúng rồi, Drake bắn chuột tay trái thật bạn ạ. Vâng, tỷ số bây giờ là 15, 13. Một round nữa thôi. Vâng, bây giờ là phải quay video Hưng ơi. Quay video. Vâng, tỷ số bây giờ là 15, 13. Một round thắng nữa thôi là team Sinh Tỏ sẽ vào chung kết. Vâng, trận đấu diễn ra quá gay cấn. Đối thủ của họ là đương kim vô địch Redo Vatino. Drake có được một mạng của Orovit, nhưng mà đối mặt với anh bên kia đang là AG. Vâng, 15 rồi, 15, 13 rồi. Một round nữa thôi. Vâng, số lượng khán giả cổ vũ đang đứng sau lưng của team Sinh Tỏ rất đông. Khoảng hơn chục người, 15 người. Kín luôn cả quán, không có chỗ mà đứng. Đây là game Counter Strike Global Offensive, hay gọi CSGO bạn ạ. Vâng, tỷ số bây giờ là 15-13. Vâng, một round nữa thôi, một round nữa thôi. Cố lên các em ơi. Và bây giờ thì một quả smoke mid cơ bản. Các bạn có thấy đây là quả smoke mid cơ bản. Tất cả các team đều ném auto luôn. Có vẻ là chiến thắng rồi. Có vẻ là chiến thắng đã đến với team đôi này rồi. Đập tay rất to. Hay. Vâng, đây là một trận đấu cực kỳ cảm xúc. Và bây giờ chúng ta hãy xem chiến thắng, họ sẽ chiến thắng như thế nào. Có vẻ rất căng thẳng, không khí im lặng đã được giải tỏa. Và bây giờ thì mọi thứ đều rất là bình tĩnh. Vâng, kết thúc video đi em ơi. Và bây giờ đây là một tao áp cố đến từ team đôi giày. Xin hỏi tập làm méo đi nữa, bắn chung kết đi. Tập team làm gì nữa? Bạn, vâng, hiệp bắn đi, hiệp bắn được thì hiệp bắn. Vâng, vậy bây giờ Drake không đi cho toàn bắn. Vậy là Drake. Vậy là bia có được một mạng của Darien rồi. Đây là round đấu cuối cùng. Các bạn để thấy camera không dựng chuyển nữa. Vâng, ngay lập tức thì Joker có được mạng của Odomit. Nhưng bia Joker yếu rồi. Bia đang ra đây. Bia làm xuống bởi Reno Martino. AG đổi được một mạng của Joker. Bi lấy được mạng của Bi. Tình huống giờ là 2v3 là hơi khó rồi. CW và AG 2v3. Chúng ta hãy cùng xem xử lý như nào. Khó rồi 2v3. Tuy nhiên thì Xin đã có cho mình một khẩu súng rất nguy hiểm. Đó là khẩu AWP. Rồi chúng ta hãy cùng xem Xin xử lý như nào. Và bom chắc chắn sẽ được đặt. Có vẻ như đang định tăng qua City Bay hay sao. Tăng về City Bay bắt Reno. Hình như là như thế. Tôi nghĩ như thế. AG có được mạng của Reno Martino rồi. Vậy là xem một tình huống đặt bom hay không. B có được mạng của AG. Tình huống giờ là 1v2. Có cờ lút được thành công hay không. Vâng, rào đấu quyết định. Một cây mắt poi của trận đấu dành cho team CW. Và bây giờ một mạng một pha nhận nhà lỗi. Và double kill đến từ CW. Ngày thi đấu quá xuất sắc ngày thi đấu ngày hôm nay. 34 frag với 6 MVP. Và tỷ số là 16-13. Quá hay luôn. Vậy là team của Xin Tỏ sẽ vào chung kết. Xin ơi, bạn cái gì? Bạn gì? Nhà việc đã tưởng tập team. Mày tập team buồn đéo gì nữa? Nhà tập team buồn đéo bây giờ chung kết mày ơi. Tập team thì mẹ muộn thêm vài tiếng có chết đéo ai đâu. Thế thì thôi mai tập. Tập làm lồn thì bắn đi. Làm đéo là đi chả ăn hành thì mẹ tập nhiều. Tuần tập 4-5 buổi đi ra nước ngoài nhét một đống hành về. Khổ vãi lồn ra. Ra nước ngoài thì mẹ lại bắn như mấy thằng vô học ấy. Thì mẹ cứ chạy ra bắn nhau mít rồi chết con mẹ hết. Thế là xong. Vãi lồn. Ăn không tập. Tốn thời gian, tốn tiền cuộc. Chả đây làm cho mẹ gì cho đời. Vâng, và bây giờ thì